phải giờ đã lỡ những tiếng mưa sẽ tan. Anh dài, anh dài. Anh vặn rồi mang cái tay ga lên cái. Cứ vặn lên đi. Vặn hết đi. Bắt rồi. Kịch chưa? Hơi nhả ra từ từ. Rồi nhả hết đi. Thả hết ra. Vặn tay ga coi. Đang vặn đúng không? Rồi nhả đi. Rồi thả. Thả hết rồi. Đây rồi. Em ba là hết. Cái này là mình cái gì? Không phải là chỉnh mà mình ấy á. Cái máy này gọi là máy xử lý hệ thống phun xăng anh. Xăng hả? Dạ. Ví dụ sau này xe anh có trục trặc gì là có cái máy này thì tìm bệnh nó nhanh. Thay nhớt láp luôn em. Bạn cứ góc nhớt chưa? Anh nổ máy giùm em cái anh giải. Ừ bạn rồi bạn rồi. Từ từ. Tay đây. Đi. Hả? Không em ấy đi, em thay nhớt số được rồi đi. Từ từ. Anh nổ máy cho em. Lên ga xuống ga. Giờ cứ cơ đi. Rồi thẳng. Bạn ga. Kéo ga. Cứ kéo đừng thả, kéo từ từ đừng thả, kéo. Alo anh nghe rồi. Rồi được rồi. Anh đã chuẩn bị rồi. Áp mở xuống rồi đó. Kéo ga. Kéo nhà.